Các con đi chơi vui vẻ nhá. Dạ. Chỉ lại khô thẳng nhá. Có đi đo rồi. Rồi. Hai con đi giúp mẹ chủ mua. Vâng. Mình kéo luống đi. Kéo bên này chưa? Không đi. Anh phát chỉ anh kéo. Anh nguyện làm con trâu của em. Đi thẳng vào nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cố lên, cố lên. lên tí. Rồi, đi. Thảo nhá. Con làm nhá, để mẹ trồng nhá. Vâng. Nặng không? Một tí để em thử xem. Tí nữa em kéo thử nhá. Ừ, để ai kéo tí nữa mệt đấy. Con trâu này thông minh lắm. Trâu này chỉ ăn cơm nước. Cũng mệt đấy. Cố lên, cố lên. Để em kéo lên nha. Anh giữ này nhá. Để xem con kéo nổi không nhé. Rồi đi. Nặng hết nha. Cố lên, cố lên, cố lên. Con trâu cái này. Kéo đi từ từ thôi. Kéo đi nhanh thì nặng. Từ thôi. Nặng. Nhanh mới đi được. Đi nhanh con, thấy đâu. Em đi nhanh quá, anh không kịp để mà chỉ thế. Rồi, quay lại. Chó này xong. Cho mẹ kéo thử xem nào. Mày kéo á? Cho mẹ kéo. Nặng ấy. Thế bao thứ cho mẹ đi. Mẹ con khỏe quá. Mẹ kéo khỏe hơn Phan đấy. Mẹ kéo từ từ thôi, không ngờ. Mẹ. Rồi, đến đây. Mẹ đi trồng đi mẹ. Không kéo nữa. Kéo. Mẹ kéo được mà. Mẹ lớn tuổi mẹ kéo đi. Mẹ thử đi thôi. Ừ. Thế thì mẹ đi trồng nhá. Con trâu cà này kéo. Thế là xong. Trồng đã. Trồng đã. Anh để cho nha, em đừng có với mẹ nhé. Ừ. vô soi rồi cho hai vợ chồng nó đi chơi một chuyến mới được. Trồng xong thì này là xong rồi. Đây đi. Rồi. Xong rồi. Chơi rồi. Ngồi nghỉ đi đây. Giờ đã xong. Em ngồi nghỉ đi. Ngồi. Oh. Đổ lưng đấy, về mày đi. Hai con thấy mệt không? Con bình thường mẹ. Thấy cũng thấy bình thường mẹ ạ. Mẹ cũng thấy bình thường. Bây giờ chỉ chờ mọng lên rồi nữa mình thu hoạch thôi gì. Con phải chăm sóc nữa đấy mẹ gì. Con phải vất vả nhiều ấy. Con cứ tưởng lớn lên là được ăn á. Bây giờ ngô cũng trồng xong rồi nên là các con đi chơi vài hôm đi. Dạ. Nhưng mà ở nhà nhiều việc lắm mẹ. Các con cứ đi đi mẹ. Tụi con đi thì mẹ ở nhà mẹ không làm được việc nữa. Không sao đâu, mẹ ở nhà mẹ làm được. Mình sẽ vất vả cho mẹ đấy. Không. Mẹ thôi lo được hết. Để xem tình hình thế nào đó nhỉ. Hai con cứ đi chơi một chuyến đi. Mẹ về trước nhá. Vâng. Cũng muốn đi chơi ấy anh, nhưng mà nhiều việc quá. Anh nghĩ nhiều việc này nghĩ được. Nếu mà đi chơi thì đi đâu chơi được anh? Nếu mà đi chơi thì anh biết một chỗ đẹp hết đấy. Đẹp? Ừ. Ở tại đâu? Khá xa đấy. Khá xa nhưng phong cảnh đẹp lắm. Yeah. Nhưng mà anh nghĩ là nhà nhiều việc nữa. Nên là mình đi mẹ khác ở nhà của mình làm việc cũng vất vả lắm. Anh nghĩ là cứ để tính xong rồi. Thôi đi về chưa đi. Đi về nhà tính. Đây em cầm này để anh vác cái đấy. Đi về thôi. Bây giờ mình cũng rào nói tới kia khoảng đây mẹ khoảng hết đây để mình trồng những hoa cách biệt ra không có lẫn vào. Theo em làm như thế được không? Được. Mình cũng rào thấp thấp như kia đó nhỉ. Thế thôi, làm như thế để cách ra không có lẫn lẫn. Hai đứa tính thế nào này? Dạ. Cứ đi chơi một chuyến đi. Công việc thì lúc nào làm cũng được. Nhưng mà ở nhà mẹ của mình nhà làm thì sao mẹ làm được? Không sao đâu, mẹ lo được hết. Thế ý Phan thế nào? Em thì sợ mẹ ở nhà vất vả quá. Cứ đi hai đứa cứ đi. Mẹ ở nhà lo được, không sao đâu. Ngô cũng trồng xong rồi, bây giờ có dê lợn thế thôi, mẹ ở nhà lo được hết. Hai đứa cứ đi đi, không phải ngại đâu, mẹ ở nhà lo được mà, cứ đi đi. Con nó mẹ còn đi nhảy dây được đấy, phải lo được hết, không sao, cứ đi đi. Để mẹ người lớn tuổi ở nhà làm việc, chứ con không muốn thế. Mẹ lo được. Đi, hai đứa chuẩn bị đi, chuẩn bị đồ đi, đi. Mẹ ta ở nhà lo rồi đấy, đi, đi. Chuẩn bị đồ đi, đi. Chơi một tí. Thế thì mình đi nhỉ? Thế mà phát đi chuẩn bị đồ á. Ừ, chuẩn bị đồ đi, đi. Hai đứa chuẩn bị hết đồ chưa? Hết rồi ạ. Mẹ ở nhà làm cái gì cẩn thận nhá. Cái gì làm thì đừng làm nhá. Sao đâu? Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Chúng con đi một hai hôm con về. Con cứ đi đi, đi vài hôm về cũng được. Dạ. Mẹ ở nhà làm cái gì cẩn thận nhá. Cứ đi, hai con cứ đi đi. Con đi vậy nhá. Cứ đi đi. Không nghĩ việc nhà đấy nhá. Vâng. Chúc các con đi chơi vui vẻ nhá. Vâng. Cứ đi vài hôm rồi về. Vâng. Đi chơi thoải mái đi. Vâng ạ. Cuộc đời của mẹ chỉ có hai con. Mẹ sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho các con. Mong các con đi chơi vui vẻ, thoải mái. Thôi, mình cũng đi làm đây.